Lại là An đây. Hôm nay An sẽ giới thiệu cho mọi người một món mới nha. Món này nói sao ta, ăn có thể đây ăn chơi hoặc là ăn chung với cơm cũng ngon. Và đặc biệt khi nấu thì âm thanh của nó nghe lên tiếng xèo 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 rất là hấp dẫn. Đó chính là món đậu hũ chiên. À, ngoài ra mọi người ơi, sắp tới mọi người muốn An nấu thêm món gì thì mọi người nhớ comment ở dưới clip này luôn nha. Còn bây giờ xin mời tới với món đậu hũ chiên siêu tí hon. Thank you.